Xin chào tất cả anh em nha. Nay bên cửa hàng em mới giờ thêm một số cái động cơ ba máy mini đó anh em. Này rất là nhiều luôn nha anh em. Đó thì đây em lấy ra một con cơ ba máy mini Kubota D662. Con này hàng nghe đĩa vừa mới về luôn nha anh em, chưa có nổ gì hết nè. À, chưa rửa luôn, đất nó còn dính là dơ luôn nè. Con này ngoại hình nó còn rất là mới nha anh em, coi mà rửa là đẹp cực kỳ luôn á. Chân máy bơm luôn nè, không anh em nhìn như mấy con ốc này nè, còn riết luôn nha, chưa có mở luôn. Cái con tắt điện nha anh em, anh em gạt qua về tắt máy nè. Đây đời đốm luôn, không bảy màu hết nha. Con này là nó có mã lực là 15 bet nha anh em. Tua thì tầm 3.000 trở lên nha, 3.000 tới 3.200. Đó, nó có bơm luôn nha. Anh em nào xài bơm trợ lực thì gắn vô. Nè nó đóng lốc nè. Không. Con này phải xuất sắc luôn em. Anh em nhìn nắp chụp cò nè, còn rất là mới luôn nha, lóc và đóng 66 luôn nha anh em. Con này đời mới nha anh em, đời cao hơn con là Kubota 66, này là 662 nha. Rồi em xin nhờ anh Thợ test nổ nha, vô vấn đề chính luôn, test nổ luôn. Máy này nổ là cực kỳ hơi hám là bao anh em xài luôn. Máy cực kỳ là nhảy nổ nha, đời nổ anh em. Đó anh em thấy không, bên trong còn rất là mới luôn nè. Đó đẹp chưa. Để nợ nhích cái nữa nha. Con này nhích nổ anh em. Quá dữ luôn. Máy nổ cực kỳ êm luôn nha anh em. Đó, anh em nào mà chạy vỏ đồ á, hoặc mình đấu phát điện, có thể đấu phát điện 5kg đến 7kg nha. Anh em mua về xài nha, gắn lên nha. Cái lô này giờ tầm mấy chục con giống vậy nha anh em, con nào cũng đẹp đều như nhau hết nha. Anh em nào quan tâm đến con máy này thì cũng như là giá cả thì anh em liên hệ 0913 948 706 và 0922 547 272 nha. Đó, con này anh em mua về chạy vỏ ghiền luôn. Máy rất là nhẹ luôn. Con này trọng lượng tầm 80kg anh em. Dữ hả? Đó, 70kg ra đến 80kg à. Rồi đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Đó, anh em xem video thì nhớ cho em một like, một share và một đăng ký để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em luôn nha.